Rồi đầu video mình xin chào cô chú anh chị và hết tất cả các bạn. Nay nấu bếp này để mà nướng cà. Chỉ nấu bằng ba cái vỏ dừa đồ. Các bạn thấy lá chuối phơi trước đó, các bạn biết nhà mình sắp tới gì rồi nha. Sáng nay thì nắng rất là đẹp. Cái này mình phơi khoảng một chút à, chừng tiếng đồng hồ. Nếu mà nắng dịu dịu buổi sáng vậy, mình cho cái lá nó héo lại, nó mềm lại, mình gói nó không bị gãy, bị gắt. Đây là cái bụi gừng. Thì gừng này lá mình xài cũng được nè, dùng để bỏ vô cá kho rồi. Nó giống như hành, mùi thơm, thơm cũng thơm lắm. Đây là cái bông gừng. Nó ra từ nguyên cái bông bự vậy, bắt đầu nó chỗ mấy cái bông nhỏ vậy. Thấy như bông quệ vậy. Được hai cái bông. Đây là mấy con cá chạch. Tép gông. Tép gông này mới xào cho nó chín á, đang trong gỏi với bạc hà. Xào nước chứ không phải xào dầu. Không có nước luôn. Để vậy đó, anh quậy chút xíu là nó chín rồi. Nước sôi rồi đó, nước trà. Chén cà thiêu và một tô cơm hẩm. Cho em. Lưu Bình Dương Lễ. Lưu Bình Dương Lễ thì có câu đó đó. Lá chuối phơi nãy giờ, bây giờ đem vô. Mấy cái tàu này mới phơi cho nên nó chưa có dốt, chưa có héo. Chưa nận, chưa ẩm luôn á, bé Ngọc. Ngọc ơi. Ngọc bà. Con mở bốn lọc cà hả? Bác bốn à. Bác bốn, ừ lộn. Mở bốn đâu đây con chín. Tới nguyên rồi, chín ơi. Trời ơi.
ôi cà nướng này dầm nước tương ha, miếng mỡ hành lên ha, ngon ừ, ngon. Còn gì bằng nữa hả? Sạch rồi cơm, nói vậy đi vô nấu cơm nè, quên nè. Cà nướng chín rồi mà cơm chưa nấu hả? Ừ. Thiệt chứ. Thường một tàu này gói được hai đòn cô sao? Đòn nữ hai đòn, nguyên hai đòn rồi nè. Lá nguyên hai một đòn. Ừ. Gắt thì không được. Vậy là cái này mấy chục tàu là mấy chục đòn. Ừ, cho tính tàu một đòn đi. Ừ, vậy đó. Thứ sáu đang gọc lá chuối. Gọc cái này phải dứt khoát một đường. Nếu mình không biết gọc, mình gọc mình rút cái dao ra, rút cái dao vô là nó bị đứt khúc hết. Thấy gì đơn giản vậy chứ không biết là gọc cũng không được. Một tàu là một đòn. Phải không? Phải mấy đòn, mấy đòn. Tàu ba đòn vậy? Chắc đòn bằng ngón chân cái quá. Một tàu là anh đòn. Một tàu đòn, hơn đây đòn là ba mươi mấy cộng chắc, ba mấy bốn chục cộng á. Đúng rồi, một tàu là làm cây roi quất được đòn. Làm pháo. Làm pháo đi. Anh đi dọc cháu mà. Anh bị, ừ, cái này là đi dọc, để chịu lại cho em nha. Mẹ. Ủa, chưa ăn mà. Chưa. Chút đi. Nghe nói chị Quyền. Anh bào ra anh ngâm nước muối nha. Ngâm nước hơi mặn mặn một chút á, để hồi nó ngứa ăn ngứa miệng. Mình chẻ nhỏ nhỏ nha. Đặt hà mà đủ nước cũng không ngứa. Hôm nay mưa quá trời nè, chắc không. Nhưng mà mình sẽ ngâm nước muối cho nó xèo nó sọp lại. Ở đây là cái tàu. Cái cọng của cái cọng tàu lá chuối chứ không phải là mặt hà nha. Cái Quyền lấy này làm cái súng. Rồi hết mặt hà vậy mình cắt cái này ăn luôn. Nguyên súng kìa. Súng này dễ gãy á. Rồi bắn phát một rớt. Rớt đạn. Cắt xác quá mà. Bắn vô ngàn sáu cho nó hết hồn. Rồi Nguyên bắn nó đi. Không phải bắn. Hồi nhỏ không có gì chơi tới ngày rồi. Rồi. Thế ông đó nó bắn cái rớt đạn mà không tin, nhìn thấy là biết rồi. Nè làm sức rồi. Rồi. Rồi nè. Thôi cá thiếu một nhân viên rồi, bỏ một viên đi. Thank you.
Cái chén này là làm nước mắm chua ngọt để chấm gỏi, còn cái chén này là để trộn gỏi là đường nè, muối nè, với nước mắm, muối mình để vô một chút xíu với ít nước mắm nè. Rồi nặn canh nhiều nhiều vô. Này là nước mắm chế vô miếng nước nè. Chế vô miếng nước, nặn một miếng chanh. Bên đây mình làm ít nước để mình trộn gỏi. Bên đây là làm nước nhiều một chút để chấm. Xong mình dắt ha. Dắt xong rồi mình xả lại nữa cho nó bớt mặn. Xả 3 lần. Một lần muối, hai lần nước lạnh được. Một lần cũng được. Một lần nước muối, một lần nước lạnh cũng được. Xả nó tăng tăng cái miệng. Dắt kỹ một chút nữa. Tăng tăng nó mới đã. Trời. Này gói bánh không phải ủng hộ miền Trung nữa mà ủng hộ gì tư gói bánh cũng mà ông nội không cô hả? Ừ. Ông nội chồng hả? Thấy chị phải nói vậy ta mới biết được chứ. Biết ông nội ai chứ. Rồi mời cả nhà ăn cơm chưa? Mời mọi người ăn cơm. Kêu đi. Có ba người. Mời mọi người ăn cơm nha. Chưa, còn bà Út nữa. Cái cà của anh nó xịt nước tương nha. Chà nước này cũng được. Này cà có mỡ hành, này ăn không có mỡ hành. Hôm nay ăn là đậm chất miền Tây luôn đó nha. Cà nướng mỡ hành, gỏi lông súng, gỏi bạc hà, cá chạch chiên. Cà nướng. Cà nướng. Cà gì nữa ta? Cá cơm kho. Cà gì bên đây nữa mà? Cà
Trà nước mới hành. Trà nước mới hành. Lâu quá trời mấy con cá chạch hồi sáng giờ thấy bé con em sợ. Chỉ cần chén trái cà này là no cơm mà. Cũng mỗi lần cần cặp gấp ta nướng. Không cần chứ. Mỗi lần nhấp á. Sợ ổng ké hay nghe trẻ lần thờ Phạm Hùng á, ổng ké ổng hay ngủ mệt đó đó. Ổng hồi đi đi đừng ở đó. Cắt rau mà em múc trộn gỏi rồi em cắt rau. Rồi để rau ăn nó xỉa không làm sao. Gấp không dính. Dở hơn Thiên Trầm. Bỏ pha ăn xong hả? Đi cái bữa hả? Chị thấy trên lá tiêu không? Cắt rau này. Cắt rau danh. Cũng như chán á. Món lạc sản. Là hàng đãi. Gói bạc hà, gói bông súng, gói nào ăn cũng ngon. Thích thịt đúng rồi, như kìa. Còn mấy? Nó nhỏ hơn, bán 200. 200, có rồi. Mà có người bán con thấy còn từng mấy một tí. Ngày thấy mấy món này chứ đặc sản không á. Mấy món này dễ vô quán ăn nhà hàng hết trơn. Thử rồi. Ngon. Dắt, ngâm nước muối dắt, 3-4 món hộp hộp. Rất bạch hà. Dạ. Nó không còn băng lên băng này. Bạch hà xong rồi bạch đầu. Bữa hổm có bông liên điển, con khoái thêm vài cái bông liên điển vô nữa. Ngon. Mấy buồn mà đừng nhắm mấy cái đó. Cá mấy bỏ luôn. Giờ cũng có rồi. Sao mà trong xã mà có xã nhiều. Thắng nắng sắc phơi. Bữa khô hả? Ừ. Chắc vậy. Bữa khô để dành. Sao con lấy dấm dấm ra nở ra. Ừ. Để dành rồi tới chừng là không có đâu. Phải ngâm. Ngâm nước á, ngâm lát à, nó mềm rồi, nở ra. Chị ăn gì đó. Chị quan con tốt cho mình muốn xả. Thấy thằng hai qua cái cô đồng ngồi bén này ngang nội. Trời ơi, bà Tư luôn. Nhìn nó giới thiệu bà Tư luôn kìa, cô Út cô Sát. Bà Tư cũng nhập rất đó. Bà Tư quay lóc luôn à. Làm món gì? Làm món gì cho con Ngọc ăn? Cái mồi này là bén luôn đó bác hai. Bén ngót luôn á. Cái rô này nè. Ông qua chuối này bác hai đem qua hả chú già nè. Con đem đi ngâm luôn mà con nấu. Cái này chính hiệu cái rô mương à. Cái rô mương chứ không phải cái rô đồng. Rồi cái cạo cũng đã. Đây vô đây đi. Này nhà mình gói 1000 lò bánh tét. Ăn bánh vỗ lớn dữ. Gà này được 6 trứng. Ở bên đây hình như là nó đang ấp. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha. Hôm nay mình đi ăn cắp trứng gà. Trứng gà vườn là cái màu nó trắng trắng nha nè. Nó ăn không có ăn thức ăn á. Còn trứng gà chợ thì cái màu nó đỏ đỏ.
Hẹn gặp lại các bạn video sau.